Hôm nay nhà đi chợ để mua cua hoàng đế về ăn. Còn hai bạn này giờ thì đang lấy cà phê để uống cho ấm bụng nè, bởi vì ở trong đây rất là lạnh luôn. Trong khi chờ đợi hai bạn kia thì mình đảo một vòng. Ở đây mình có thể thấy là những hàng hóa rau củ quả được đóng trong những cái bịch, những cái gói, những cái thùng rất là lớn. Vì này là chợ bán sỉ cho nên người ta bán với cái số lượng lớn. Giả sử như là mình thấy bịch cà rốt nè, to đùng luôn ha. Và khoai tây này cũng vậy, có nghĩa là người ta đóng gói bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Nhưng mà nó có 3 loại khác nhau, mỗi một thùng đều là 10 thao hết. Nhưng mà ở bên đây đó là cái giá là 173, thì mình có thể thấy nó là 20 càng trở lên thì 173 đồng 59 một thùng 10 thao. Kế ở bên đây là cũng 10 thao nhưng mà giá là 199 đồng 87. Thì trong đây là dự đoán là khoảng chừng 16 càng cho tới 20 càng cho nên giá nó cao hơn. Rồi, còn cái ở bên đây nữa là cũng 10 thao nhưng mà là 9 tới 12 càng thôi. Rồi, cái giá là 228 đồng 87. Có nghĩa là càng nhiều càng thì cái càng nó càng nhỏ, mà càng càng nhỏ thì vỏ càng nhiều, mà vỏ càng nhiều thì như vậy mình ăn không có đáng cái đồng tiền. Thà là mình mua một cái thùng mà nó có ít càng nhưng mà mình sẽ ăn được nhiều thịt hơn. Đó là lý do tại sao cái giá cả khác nhau, càng càng ít thì cái giá càng cao. King Crab Legs, cái này là mình mua ở trong cái Richmond Depot nha, ở Tampa, Florida, gần downtown. Thùng này 10 pound, 16 cho tới 20 càng á. Nhân cái việc mà mình đi mua càng cua hoàng đế thì mình cũng quay sơ sơ cái chỗ này, gọi là cái Restaurant Depot, có nghĩa là cái chỗ mà bán tất cả những cái sản phẩm, những thực phẩm đông đá đông lạnh tươi sống, từ rau cải cho tới thịt cá hải sản và những cái đồ khô để bán sỉ cho những cái nhà hàng. Và khi mà mình vào đây mình mua đó thì phải mua với cái số lượng lớn và giá thì rẻ hơn so với giá bán lẻ rất là nhiều. Khách vào đây mua hàng thì cần phải có thẻ thành viên bằng cách là mình đăng ký cái số điện thoại và địa chỉ của mình, để mỗi khi vào đây mua hàng mình cần phải trình cái thẻ thành viên đó ra để mà người ta có thể tính tiền cho mình. Đây là một cái bình mà để nấu tôm, cua, crawfish rồi đó. Cái bình rất là to luôn. Bình này thì 39 Mỹ Kim đấy, thì có số lượng rất là lớn. Rồi hai giờ mình đi đó ha, còn vô trong đông lạnh nữa mà lạnh lắm. Hôm nay nhà mình chỉ ăn cua thôi nên mua thùng cua rồi. Ở đây là cái phần ngoài thôi, cái phần đông lạnh là cái tủ ở đây nè, mình có thể bước vào ngay chỗ cái cô đó của vừa đi vô đó, rất là lạnh cho nên là người ta có những cái áo nè, kéo để cái áo customer đó mình có thể mặc vào. Trời, trái xoài ở đây bự không? Trời, ở đây trái xoài chỗ bự cành không luôn á. Xoài này ăn sống ngon lắm nè. Phải không? Đúng rồi. Trời ơi, xoài nước nào mình bự dữ. Xoài, xoài này coi sản phẩm của tính ai chắc mấy sinh đồ á. Trái nào bự. Trời, chắc chết. Nó mềm Phương ơi. Nó mềm hả? Không cứng hả? Thôi không cứng không ngon. Đây bao nhiêu càng, wow nó dài quá ha. Đây nó không đánh nổi, tính thử ra bao nhiêu càng. Một, hai, ba. Chỗ này là cái thân của con cua cho nên á, mình khi mà mua cua hoàng đế á, thì mình nên mua càng người ta làm sẵn như thế này cho mình, thì mình mua nguyên con á, nó mắc hơn. Nhưng mà cái mình của con cua không có gì hết, tại vì là đã nằm ở trong những cái khúc này hết nè. Thực ra nếu mà mình mua cái cua hoàng đế mình ăn á thì mình nên mua đông đá như vậy, tại vì khi mà ở những cái tàu mà bắt cua đó, họ bắt được cua lên xong rồi là họ cắt ra và họ xử lý, họ bỏ đông đá liền, thì thịt của cua rất là tươi
và chắc. Còn nếu như mà mình mua cua hoàng đế mà mình mua nguyên con mà ở trong hồ đó thì có cái khả năng bị ốp rất là nhiều, vì khi á là con cua nó bị đói à, cho nên nó bị ốp thịt 22 cái chân. Coi dữ vậy? 22 cái chân rồi bao à, nhiêu đây là nhiêu mấy luôn cái càng đó, cái này là cái càng à. Cái này là cái mà cái thùng này là họ nói là có từ 16 cho tới 20 càng thôi đó, mà đếm được 22 càng cộng đó. Thêm lại những cái lụng vụn lặt vặt này nữa. Thấy cái chỗ này vậy chứ thực ra là thịt không nè. Giờ là có cái nồi nào mà nó dài như vậy để mà mình có thể mình bỏ nó vô hết. Thôi thì mình cắt nó ra làm hai đi. No. Cắt nó ra làm hai không đẹp hả? Yes. Ăn thôi chứ mà gì đâu phải chưng cho nó đẹp. Thật vậy. Trời ơi, bẻ ra nó dụng hết, mình phải để nguyên càng. Để nguyên vậy. Nhưng mà đâu có nồi nào dài vậy thì thôi. Buổi bẻ ra gần hồi Phương lựa cái khúc này Phương ăn không gần hồi. Mẹ Phương ăn cái khúc nhỏ thôi, ăn khúc lớn thì ăn. Còn để nguyên càng vậy là người càng là không có được dành, phải không? Cái càng thì nó dài như vậy mà cái nồi bự nhất có nhiêu đó hả? Dạ. Thì bỏ cái càng nhỏ vô. Mình mẹ có nước dừa không? Đó, mình để nước dừa coco vô cho nó ngọt ngọt tí. Gì cũng có, để cho tiền mà không có. Đó, coco. Không, mình muốn cái lớn. Nhưng mà cái này mà giờ để làm sao mình lên luộc vô được hết nè. Đó, thẳng cái dây ra được. Cắt ra thôi. Bẻ ra. Bẻ ra, phải đeo bao tay. Bẻ bao tay. Đó. Được ha, coi chừng á. Mình có thể ăn hai lần. Đúng rồi. Cho đầu ăn một lần. Coi chừng mấy chú gai đó. Mấy chú gai hả? Đó. Có lý. Người ta quay YouTube người ta lấy cái càng bự bự người ta quay, còn mình á thì mình lấy càng nhỏ mình ăn trước. Ăn thử cái phần này ha, cái phần này coi cái nào nó ngon nha. Cái này ngon hơn. Dạ. Có ăn rồi. Cái ngon hơn này, cái này nó chắc quá. Thịt nhiều quá hả? Thịt nhiều quá ha. Quá trời thịt luôn. Lấy cái kéo này cắt cho nó dễ. Để có nó không chạy tay, nhưng mà thật ra cái vỏ nó cũng mềm đấy. Đúng rồi. Nó không có cứng lắm, chai ra chai. Con cua bằng tháng lương công nhân Việt Nam. Đúng rồi, nhưng mà mình cuộc sống ở bên đây lương khác bên Việt Nam. Ngồi mình tính như vậy thì sẽ không bao giờ mình dám ăn cái gì. Việt Nam không có người ăn. Ăn đi. Cái này ở trong cái tiệm ăn Red Lobster nó có cái này nè. Nhưng mà nó bán một phần thì cũng mấy chục đồng. Mà có hai cái càng. Gỡ thịt ra. Thịt không à? Chưa hết nắng rồi. Ừ, nắng hết rồi đó. Hai cái càng cua lại. Đúng rồi, nắng đẹp chứ nè. Nắng đẹp lắm. Con này nó phải cầm
nhiều thứ sốt mà em nọ xào giống như đường hành được chứ. Ơi ăn tay dạ bơ tẩu là dạ phúng cắt cắt cây nó ra muối á và năm phúng mua cua đã mặn rồi ra muối nó tẩy chắc răng me lên răng me bỏ đường rồi cái con cây này nó không phải răng me mới ngon răng me tại vì nó mặn mà ra muối nó mặn. Nhưng mà ăn cái càng nó ngon hơn cái mình. Cái càng nó nhẹ hơn á. Cái mình thở chắc quá. Bỏ cuộc lẹ cho mẹ ăn. Đây cũng chơi lại mẹ nọt mà đứa ta không mà. Ừ, ăn cầm ăn lia lịa đó. Nó cũng ngán. Dạ, cái gì rửa nó mất thời gian đó. Nè, phương xếp trên vòng chĩa gì là cầm ăn dấu ngán nổi. Cái chỗ này cũng khóc. Ừ, chỗ này nhỏ. Tụi con cũng ăn cua mà vô sòng bài ăn bao bụng nữa mà ngon. Bẻ ăn cua này là cua bé cái kia là cua no cua tuyết cua tuyết thì nó nhỏ hơn cái này. Ừ, cua tuyết nó cũng dễ ăn cũng dễ vẻ. Này mà mấy người mà người ta làm YouTube mà ăn cái kiểu mà ăn nhiều thật là nhiều đồ ăn á, rồi ăn sao hay lắm. Rồi mười mấy gà nguyên một con cua mà ăn một mình á. Ừ. Ăn hay. Ăn nhanh mà ăn nhiều. Ừ. Để mới khiến cho con thăm mộ. Rồi quay vậy cái có nhiều người ta vô người ta coi. Rồi có mấy bữa con với Quyên thèm đồ ăn lên mở coi. Chánh rồi ăn mì gói mà mở mà toàn tôm hùm rồi không lên coi. Cái này gỡ ra nấu bánh canh cua vậy. Nấu bánh canh cua rồi nấu súp măng cua ngon lắm. Nhớ nè. Thịt không ăn nè, gỡ mấy cái đầu này nè. Nấu súp có bông bóng cá nha. Súp măng cua bông bóng cá. Chưa ăn xong mà đã buồn ngủ. Người ta sớm càng nhiều khúc nữa. Nó lại nhiều khúc nữa, nó tới 3 khúc. 2, 3, 3 khúc. Mỗi khi như 4 khúc này chỗ này nó là 4 khúc. 4 khúc. Trong khi càng kia người ta có 2 khúc hả? Ừ. Phần kia 3 khúc có khớp giữa nữa, khớp giữa nhỏ. To con mắt thay vì mua 4 cái càng 4 người, giống mẹ nói. Không, Quốc Minh Hồng Ngôn ngon, ăn cho nó đã. Nay mình ăn hết, ngày mai mình ăn tiếp. Đúng rồi.